Trương Quỳnh Anh thừa nhận bị stress nặng sau sinh, bầu sô né tránh vì xuống sắc trầm trọng. Sau thời gian dài yêu nhau, Trương Quỳnh Anh và Tim quyết định về chung một nhà với nhau để sống như vợ chồng, dù trước đó cả hai chưa từng có một đám cưới chính thức nào. Vào ngày 31 tháng 5 năm 2012, Trương Quỳnh Anh hạ sinh con trai, đó là kết quả cho tình yêu của cô và Tim. Tuy nhiên khoảng thời gian đó, Quỳnh Anh khá kín tiếng với truyền thông, thì mới đây nữ ca sĩ bất ngờ chia sẻ về khoảng thời gian mới sinh con của mình cho khán giả. Theo đó, nữ ca sĩ cho biết, sau khi sinh mình bị stress nặng, tăng cân lên rất nhiều, khó lòng lấy lại vóc dáng như xưa. Điều này khiến cô từng sợ hãi chính mình, không dám soi gương. Nhiều bầu show không mời đi diễn vì nhan sắc xuống cấp trầm trọng. Tuy nhiên, cô cũng cố gắng nghiên cứu và tìm hiểu và rút ra được bí quyết khá thú vị về việc giảm stress và lấy lại vóc dáng sau sinh, nhưng tuyệt đối vẫn phải đảm bảo sức khỏe. Cô đã bật mí bí quyết đặc biệt nhất là luôn coi phim hoạt hình và phim hài để tinh thần luôn được vui vẻ, thoải mái. Còn về chế độ ăn, cô luôn ăn một chén canh trước bữa cơm để bụng có cảm giác no và ăn cơm ít lại hơn, nhưng vẫn giữ sức khỏe một cách tốt nhất. Chuyện tình của Tim và Trương Quỳnh Anh từng có khoảng thời gian dài nhận được chú ý của khán giả và truyền thông. Sau những lùm xùm về phía Tim, cũng đã chính thức lên tiếng xác nhận cả hai đã ly hôn vào tháng 7 vừa qua. Đại diện của Tim nhấn mạnh sau khi chia tay, họ vẫn ổn định tinh thần, tập trung vào công việc. Hiện Tim đang tất bật với việc tham gia các game show, đi hát, còn Trương Quỳnh Anh mải mê đóng phim. Trên trang cá nhân, Tim và Trương Quỳnh Anh thời gian qua không còn đăng hình của nhau như trước, cả hai cũng không còn tham dự sự kiện cùng nhau. Trương Quỳnh Anh tên khai sinh là Đặng Trương Quỳnh Anh, là một nữ diễn viên kim ca sĩ nhạc trẻ. Quỳnh Anh được nhiều khán giả truyền hình biết đến với vai nữ chính trong bộ phim Một Ngày Không Có Em. Sau đó cô lấn sân sang lĩnh vực ca hát bằng album đầu tay Đơn Côi Phía Sau Nụ Cười. Năm 2012, cô kết hôn với nam ca sĩ Tim và đã có một bé trai. Đây là những điều mà Tim sẽ phải hối tiếc khi ly hôn Trương Quỳnh Anh. Bỏ qua những lùm xùm hậu chia tay thì Trương Quỳnh Anh là một trong những nữ diễn viên tài năng và nóng bỏng nhất nhì showbiz. Trương Quỳnh Anh tham gia showbiz khi còn rất trẻ, cô được biết đến với nhiều vai trò như ca sĩ, người mẫu, diễn viên điện ảnh. Trương Quỳnh Anh để lại ấn tượng nhờ gương mặt xinh đẹp và lối diễn xuất tự nhiên qua từng vai diễn. Với chiều cao 1m86 và 3 vòng bốc lửa, Trương Quỳnh Anh cũng thường xuyên xuất hiện với những trang phục táo bạo và khoe đường cong cơ thể. Dù đã chạm ngưỡng U30 và đã làm mẹ, nhưng Trương Quỳnh Anh vẫn giữ được vẻ đẹp và vóc dáng cân đối của mình. Không để lại dấu ấn quá mạnh ở lĩnh vực ca sĩ, nhưng ở điện ảnh, Trương Quỳnh Anh lại vô cùng tỏa sáng. Cô đóng góp gần 30 bộ phim điện ảnh và truyền hình khác nhau. Năm 2015, Quỳnh Anh còn đạt giải thưởng Ngôi Sao Xanh và Sao Việt Toàn Năng. Trương Quỳnh Anh ngày càng xinh đẹp với nhan sắc không tuổi của mình. Nhiều khán giả cho rằng chia tay Tim là quyết định hoàn hảo của cô vì trong 7 năm qua, Quỳnh Anh đã hy sinh rất nhiều vì Tim, như chịu mang tiếng ăn cơm trước kẽn, Tim đi ngoại tình, gia đình vợ phản đối. Fan của Trương Quỳnh Anh còn mong muốn đơn ly hôn lần này sẽ là câu trả lời cuối cùng chấm dứt những lùm xùm không mong muốn đến với nữ diễn viên. Ca sĩ Tim đột ngột lên đường nhập ngũ sau khi thừa nhận ly hôn Trương Quỳnh Anh. Ngay từ những phút giây đầu tiên bước chân vào đơn vị trung đoàn thủ đô, bốn chàng trai đã phải cơ động chạy vào vị trí tập trung, khiến cho bốn anh chàng bỡ ngỡ và lúng túng đến mức không biết phải đứng sao cho đúng. Sau khi kết thúc mùa 6 thành công, Sao Nhập Ngũ tiếp tục ra mắt mùa 7 với tên gọi đặc biệt Lá Chắn Thép. Đơn vị trải nghiệm của mùa 7 hết sức đặc biệt, Trung đoàn 102 hay có tên gọi khác là Trung đoàn Thủ đô. Đây là đơn vị được mệnh danh là Lá Chắn Thép trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trung đoàn 102, Sư 308, Quân đoàn 1 chính là đơn vị chiến đấu với huyền thoại 60 ngày đêm quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Được trải nghiệm trong một đơn vị có bề dày truyền thống hết sức tự hào như vậy, chắc hẳn bốn nhân vật trải nghiệm mùa 7 cũng sẽ có nhiều cảm nhận và kỷ niệm khó quên. Bốn nhân vật trải nghiệm mùa này không ai khác, đó chính là ca sĩ Ưng Đại Vệ, ca sĩ Tim, ca sĩ Châu Khải Phong và diễn viên Dũng Pino. Năm 2018, Ưng Đại Vệ thay đổi diện mạo với mái tóc chuẩn 3 phân của một quân nhân. Cuộc sống trong quân ngũ không biết có làm khó gì cho chàng ca sĩ lớn tuổi nhất trong bốn nhân vật lần này hay không. Ưng Đại Vệ chia sẻ, tôi tham gia Sao Nhập Ngũ với mong muốn thực sự muốn trải nghiệm một lần trong đời về môi trường quân ngũ. Trong tập 1 chắc chắn sẽ có đoạn khán giả ôm bụng cười với bộ dạng tóc ngắn của anh chàng sau khi bị húi cua đó. Ca sĩ Tim sau những ồn ào trong cuộc sống, anh dường như tìm lại được những giây phút bình yên, tĩnh lặng trong môi trường quân đội.
Tưởng không vui mà vui không tưởng là cảm xúc của anh chàng khi bỏ lại cuộc sống nhiều thị phi và được thả mình sống đúng với bản chất của một nam nhi. Tim tham gia chương trình với mong muốn thay đổi môi trường sống thường nhật và tìm hiểu thêm những điều thú vị của môi trường quân đội, cũng như các quân nhân đang sống, học tập, rèn luyện tại đơn vị quân đội có cuộc sống khác mình như thế nào. Châu Khải Phong chia sẻ, khi tham gia sau nhập ngũ, từ nhỏ anh đã thích hình ảnh những chiến sĩ công an và bộ đội khi làm nhiệm vụ, và Phong thấy may mắn khi mình có cơ hội được trải nghiệm rèn luyện như một người chiến sĩ thực thụ. Thành viên cuối cùng trong ngôi nhà chung sau nhập ngũ đó chính là diễn viên Dũng Bino. Tim, Trương Quỳnh Anh bị phát hiện hẹn hò vui vẻ tại rạp chiếu phim sau tuyên bố ly hôn. Sau một năm lấp lửng chơi trò nửa đùa nửa thật, nam ca sĩ Tim đã lên tiếng xác nhận đường ai nấy đi với Trương Quỳnh Anh. Ít ngày sau lời chia sẻ trên mạng xã hội, chồng cũ của nữ diễn viên Bóng Ma Học Đường đã trải lòng về những góc khuất phía sau cuộc hôn nhân dang dở. Dù chia tay nhau khi cả hai không tìm được tiếng nói chung và không còn muốn nỗ lực cố gắng hàn gắn, cả hai thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn khi trở thành những người bạn mà không còn là sở hữu của nhau. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cả Tim và Trương Quỳnh Anh xuất hiện cùng con trai Sushi tại một rạp chiếu phim. Dù cả hai trùm kín mặt, nhưng cư dân mạng cũng bắt gặp được khoảnh khắc của gia đình cùng nhau đi xem phim. Có lẽ dù đã ly hôn, nhưng đối với mặt tình cảm để con trai được vui vẻ, cả hai vẫn chấp nhận để đi cùng con. Đó là điều mà cả hai mong muốn, làm tròn trách nhiệm của một người bố và một người mẹ. Tim cũng đã từng chia sẻ khi được hỏi tại sao ly hôn mà cả hai vẫn ở chung nhà. Chúng tôi vẫn đi chơi cùng con và đưa đón con đi học mỗi ngày. Khi Tim bận thì Trương Quỳnh Anh sẽ ở bên cạnh con và ngược lại. Chúng tôi vẫn trao đổi về công việc để chủ động sắp xếp lịch sao cho phù hợp, lấy con làm ưu tiên hàng đầu. Việc sống chung nhà là để tiện chăm sóc cho bé Sushi, cũng như tránh cho con cú sốc tâm lý và những tổn thương khác. Ban đầu thực sự cả hai rất sợ bé biết chuyện nên cố giữ bí mật. Tuy nhiên đến nay, Tim cảm nhận là con đã hiểu một chút của vấn đề. Sushi là đứa trẻ vô tư nhưng rất tình cảm và thông minh. Tim sẽ vẫn để cuộc sống diễn ra thật bình thường nhất, và đến một thời điểm thích hợp, cả Tim và Trương Quỳnh Anh sẽ nói chuyện rõ hơn với con. Tim mong rằng khi con biết bố mẹ chia tay thì con cũng không giận, vì con đã nhìn thấy cả bố và mẹ đã cố gắng vì con như thế nào, cũng như bố và mẹ đã vì con mà cố gắng gạt bỏ tất cả để làm bạn với nhau ra sau. Trên tất cả, chúng tôi vẫn là một gia đình, Tim chia sẻ. Được biết, chuyện ly hôn vào đầu tháng 7, 2018, Tim đã đăng đàn xác nhận độc thân trên trang cá nhân sau thời gian trốn tránh về việc ly hôn. Phía đại diện của cả hai cũng cho biết, việc ly hôn của Tim và Trương Quỳnh Anh là sự thật. Cả hai ly hôn trong hòa bình, không có bất kỳ khúc mắc tranh chấp nào xảy ra. Phía Tim còn cho biết thêm, dù ly hôn, cả hai vẫn sống chung trong nhà của Tim. Có lẽ, điều mà người hâm mộ mong muốn vượt qua nhiều thách thức, tưởng chừng như vợ chồng Tim sẽ có một cuộc sống hôn nhân, gia đình cực hạnh phúc bên cậu con trai. Nhưng thông tin họ ly hôn trong êm đẹp, vẫn ở chung nhà để tiện chăm sóc cậu con trai, khiến nhiều người tiếc nuối. Sau ly hôn, Tim, Trương Quỳnh Anh trải lòng về mối tình đẹp 8 năm, chỉ là sớm nắng, chiều mưa. Sau những ngày mệt mỏi bởi những đổ vỡ hạnh phúc gia đình, Trương Quỳnh Anh đã vui vẻ trở lại, yêu đời và bắt đầu cuộc sống mới. Trên trang cá nhân của nữ ca sĩ, thường xuyên xuất hiện những hình ảnh sexy, gợi cảm kèm theo những dòng trạng thái rất thính. Nói về mối quan hệ của mình với nam ca sĩ Tim, dù đã có khoảng thời gian 8 năm yêu đương mặn nồng và có chung với nhau một mặt con, nhưng với nữ ca sĩ thì đó chẳng qua chỉ là mối quan hệ sớm nắng chiều mưa, chứ không có bền chặt. Có câu nói rằng ước mong của cả đời này chẳng qua là sớm nắng chiều mưa bên cạnh nhau. Dẫu biết rằng chia tay là đau khổ, nỗi buồn là điều không thể thiếu trong suốt cuộc đời mình. Vui cũng phải sống, buồn cũng phải sống. Thế nên Trương Quỳnh Anh lựa chọn một cuộc sống vui vẻ để không uổng phí tuổi thanh xuân. Với cô, tuổi thanh xuân cũng như mây trời và nỗi buồn cũng như cơn mưa vậy. Sau cơn mưa trời lại hửng nắng, quyết không để hồn mình mòn đi vì những tổn thương tưởng có thật mà không thật, nhắm mắt cho qua mọi thứ. Trương Quỳnh Anh chia sẻ, tôi nghĩ trên đoạn đường đời này, vui cũng phải đi hết, buồn cũng phải đi hết. Vui hay buồn là do cách bạn chọn, cớ gì phải hà khắc với bản thân, hà khắc với người. Tôi chọn vui. Điều đó cũng có nghĩa rằng cô rộng lượng tha thứ cho mình và cho người đàn ông đã từng chung chăn chung gói với mình. Cuộc tình đẹp như mơ của cặp đôi ca sĩ này đổ vỡ khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Trước đây cuộc sống hạnh phúc của gia đình Tim, Trương Quỳnh Anh là niềm ao ước và ngưỡng mộ của nhiều người, không chỉ là của fan mà cả giới showbiz. Nhưng Trương Quỳnh Anh đã chia sẻ, mọi thứ chỉ là sớm nắng, chiều mưa.